Ồ, xong rồi, lần này cô Tư lên, cô Tư xong rồi. Anh Thành lần đi là coi như anh cho cô Tư ra ngoài luôn, không cho cô Tư vô nhà nữa rồi. Lần giờ là cô Tư chắc là coi như xách đồ đi luôn rồi. Lần này là cho đi luôn chứ không không cho vô nhà nữa đâu. Trời ơi. Đó, tay xách nách mang này, túi tiếc này. Cậu. Dạ khỏe cô Tư. Con nhận được cái thông tin mà coi như giật gân, nói chung là sốn sột. Bảo cô Tư ôm hết tiền bỏ trốn rồi. Còn nếu ông muốn thôi tôi kiếm người khác thì ông cứ nói thẳng ngay mặt tôi nè, khỏi sợ gì giấu giếm hết chứ. Còn ông muốn đi chỗ khác ở, tôi vẫn ở chỗ này. Với Cà Mau đi mà không Ủa nhà chịu. tôi lên tôi đâu có đi lấy chai hết, tôi đâu có đi theo ai đâu mà không cho tôi Tại lên vì rồi. vâng, thầy Trung mến chào quý bà cô bác quay trở lại kênh của thầy Trung. Vâng, thì hiện tại bây giờ thầy Trung đang có mặt tại chỗ vợ U70 và chồng U40, và thầy Trung nhận được một cái thông tin khá là chấn động cả nhà. Một lời cầu cứu từ người chồng U40. Không biết vì cái lý do gì mà cô Tư U70 đã gom toàn bộ tài sản và bỏ trốn trong đêm. Và đến bây giờ thì anh Thành, người chồng U40 á, là đang tá hỏa đi tìm kiếm, không biết là chuyện gì đang xảy ra. Và hiện tại bây giờ thì theo như cái quan sát của Thành Trung á cả nhà, thì bên phía trong nhà là hiện tại á là đang khóa cửa. Thì không biết là cái giờ này thì anh Thành có đang đi tìm kiếm cô Tư ở cái khu vực nào hay không. Và Thành Trung cũng vừa mới liên lạc được với anh Thành, chồng của cô Tư, và anh Thành cũng đang hỏa tốc để chạy về đây. Không biết là cái lý do gì. Thì trước kia cả nhà, khi mà Thành Trung xuống kiểu là đi tìm hiểu khám phá, thì cũng có bắt gặp cô Tư một lần, là cô Tư cũng đã bỏ trốn ở trong một cái căn nhà hoang, và Thành Trung đã thuyết phục thì cô Tư về, thì cũng có được một số mạnh thường quân giúp đỡ, nói chung là được một ít tiền với ít đồ đó cả nhà. Nhưng mà đến giờ này á thì Thành Trung nghĩ đâu là cái tình cảm của cặp đôi đùa lệch sẽ chung sống với nhau đến cuối đời, nhưng mà lại bất ngờ xảy ra một cái chuyện mà cô Tư đã ôm hết tiền của mạnh thường quân cho, cũng như là cái số tiền mà anh Thành đi làm hồ từ trước đến giờ là hơn một tháng rồi cả nhà, là cộng đi hết luôn rồi. Không biết là cái lý do gì đây. Thì để Thành Trung ở đây chờ anh Thành về, xem là hỏi xem là cái lý do gì mà lại xảy ra cái chuyện mà hai vợ chồng mà vợ lại bỏ trốn đi như vậy nha cả nhà. Ở đây thì thấy là ve chai ve chiếc đang quá trời luôn. Trong nhà thì hiện tại bây giờ là đóng cửa, còn có một bé chó đang ở trong nhà thôi. Theo như quan sát thì đồ đạc của cô Tư vẫn đang còn một ít, để chờ anh Thành về nha cả nhà. Vâng, thì phía xa xa thì cũng đã thấy anh Thành về rồi cả nhà. Đang chạy về đây để hỏi anh Thành xem là cái lý do như thế nào nha cả nhà. Chắc là đi tìm vợ đây. Tốt 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 tốt. Đứng lại đứng lại. Rồi tắt máy đi. Sao đi tìm cô Tư hả? Hả? Đi đi tìm cô Tư vậy à? Rồi, rồi tắt máy đi, anh em là mình nói chuyện xíu.
Vâng, thì trên tay của Thành Trung đang cầm hai sản phẩm đến từ thiên nhiên nha quý vị. Thì bên đây là mật ong rừng chính hiệu 100% của Sơn La. Thì chắc hẳn cô chú anh chị mà dùng mật ong nhiều á thì nhìn vào chai mật ong là cũng đã biết là mật ong rừng 100% rồi. Thì bên đây là nước cốt nhào được ủ đường 6 tháng mới ra được nước cốt nhào như thế này. Trị đau lưng, nhức mỏi, trị xương khớp rất tốt cho những người có tuổi như là đau lưng đồ này kia là rất tốt nha quý vị. Thì cô chú anh chị ủng hộ Thành Trung bằng cách là gọi điện số ở trên màn hình để mua hai cái sản phẩm. Thì Thành Trung cũng xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ Thành Trung trong thời gian qua. Vậy là cô Tư á, là đi lâu chưa anh Thành hả? Đi cỡ hơn nửa tháng rồi. Đi hơn nửa tháng rồi. Dạ. Yeah. À, mà ngày hôm qua là em mới nhận được cái tin là anh nói là cô Tư trốn đi. Dạ. Yeah. Mà em cũng hết sức là bàng hoàng, không biết là cái lý do gì mà cô Tư lại bỏ trốn đi như vậy. Mà anh lại còn nói là cô Tư là gom hết tiền, vừa tiền công anh đi làm này, rồi vừa tiền mạnh thường quân cho từ trước cái này này. Yeah. Mà anh Thành có biết là cái lý do gì mà cô Tư bỏ trốn đi vậy không anh Thành? Dạ cũng không biết anh. Cũng không biết là cái lý do gì luôn hả? Dạ cũng không biết luôn. Vậy là mình đã đi tìm kiếm những cái chỗ nào chưa? Dạ có rồi, đi kiếm ở đây cũng tùm lum hết trơn mà không thấy. Là mình cũng có đi kiếm ở khu vực này tùm lum hết rồi hả? Dạ. Vợ chồng có đánh nhau không, có chửi lộn không? Không không. Có hồi nào mà anh đi làm về mà có tiền mà anh khùng khạc với bà không? Không không. Thì không á? Sống cũng bình thường nhau thôi. Có gì là khai thiệt nha. Không không, cái đối xử tệ quả thì không có. Mà sao tự nhiên là bà lại bỏ đi là lý do gì? Có cùng phải có một cái lý do gì bà mới bỏ đi như vậy chứ? Hay là bà lại muốn anh đi lấy vợ? Thì cũng không biết. Tại vì bà không có nói. À. Dạ. Là đi là không nói cái gì luôn. Là dạ. Đi trong đêm hay là đi ban ngày? Đi ban ngày là anh làm đó. Ừ. Rồi ở nhà rồi về là bà đi không thấy. Là đi là lấy những cái đồ gì? À, lấy đồ bận với tiền với lại đồ bận với tiền thôi. Tiền là bao nhiêu tiền? Hổm hổm tới giờ thì còn khoảng 5-6 triệu gì đó mới lấy hết trơn. 5-6 triệu lấy hết trơn luôn. Dạ. Yeah. Trời. Khổ ghê ta. Vậy là từ bữa giờ là anh Thành có đi làm không hay là chỉ có đi tìm kiếm cô Tư thôi? Có đi làm, cũng ở nhà cũng đi làm cho người ta. À. Rồi lúc nào rảnh thì mới đi kiếm. Là mình đi kiếm những cái khu vực nào rồi? Ở đây thì lên chợ rồi vô trong mấy cái chỗ người quen đó. À. Mà không thấy, người ta cũng không biết. Rồi chạy ra Phước Thái nè, đầu đường quốc lộ đó cũng kiếm mà cũng không thấy luôn. Ở dưới quê bà còn người quen đúng không? Dạ còn. Như theo như cô Tư có cũng có chia sẻ là dưới quê còn anh em. Dạ còn. Vậy là mình đã liên lạc về quê chưa? Có liên lạc với đứa cháu, mà đứa cháu thì không thấy về. À. Dạ. Là có liên lạc với đứa cháu mà đứa cháu không thấy về. Dạ. Vậy là giờ anh Thành định tính sao ta? Thì giờ cũng chưa biết, tại vì ở đây là cũng còn đang đi làm lỡ dở cho người ta, đâu có nghĩ được. Thì mình chưa biết sao. Thì mình cũng phải nghĩ coi như đi kiếm hoặc là tìm những cái số liên lạc với người thân của cô Tư ở quê xem như thế nào chứ. Mà bây giờ đi thì chi phí nó không có. Chi phí thì hết bao nhiêu? Đây về dưới rồi đi lung tung thì chắc cũng tiền nhiều lắm. Mà bây giờ thì
thì không có tiền để mình đi được chứ. Thì mình cũng phải gọi điện đồ coi như hỏi thăm và xin số điện thoại người này người kia chứ. Có gọi điện cho cháu rồi mà cháu nó không thấy về. Giờ cũng lo rồi. Một mình như cái như cô Tư thì già rồi. Mà đang bệnh này chứ. Chắc phải có cái vấn đề gì này chứ không phải tự nhiên mà cô Tư đi vậy đâu. Không có gì hết. Mình đâu có cự cãi, đâu có gì đâu. Ở lối xóm đây người ta biết hết mà. Đâu có cự cãi gì. Chứ bỗng nhiên tại sao mà lại đi như vậy? Nó phải có lý do. Mình cũng chả hiểu sao, cũng bình thường đó. Thì tôi đi làm ở nhà rồi đi đó, không biết sao, không biết đi đâu. Vợ chồng tâm sự thì cô Tư có nói là cái ý định của cô Tư là như thế nào không? Anh thử nói em nghe xem. Thì cô Tư thì cũng có nói là để cho bà đi kiếm thầy làm thuốc làm men. Thì tôi mới nói là từ từ đi, cái chuyện làm thuốc thì cứ từ từ, có rảnh thì tôi chở cho đi. Mà sao mà tôi đi làm ở nhà mà bà bỏ đi đó không biết. À, là cô Tư cũng có nói qua với anh. À. Là cô Tư muốn đi kiếm thầy để làm thuốc. Dạ. Mà ý định của cô Tư là làm thuốc gì? Thì về đi kiếm thầy làm thuốc là uống bó giò cẳng đồ này kia nọ đó. Mà tôi thì ở đây tôi có chở qua đi làm rồi. Đi qua tới bên Bầu Cạn đâu mấy chục cây số đây nè làm rồi. Mà sao mà ở nhà bỏ đi không nói năng gì hết, không biết đi đâu. Là ý của cô Tư là làm thuốc để bó cho cô Tư hay là làm thuốc? Là thì làm thuốc bó giò lưng rồi đó. À chứ không phải là đi học làm thuốc để không, tri không. Cho người ta hả? Không, cái đó thì không. À mà bà nói vậy thôi nhưng mà tới mà bà đi thì cũng không biết là đi đâu. Bà chỉ có nói vậy thôi. Mà đi thì tới mà đi thì không biết đi đâu. Cũng ấy. Dạ. Mà cái ông thầy mà bảo là coi như học làm thuốc đó là ở khu vực nào? Cô Tư có nói với anh Thành không? Dạ, cũng không luôn. Là chỉ có nói là đi tìm cái ông thầy thôi. Dạ. Mà không biết là ông đó ở đâu, cũng không biết. Hay là có hồi nào đi tìm chồng cũ? Thì cũng không biết được. Hả? Không biết được chắc. Cũng nghi không? Sao? Chắc cũng nghi vụ kiểu đó. Giờ mà ví dụ là mà tìm chồng cũ, mà chồng cũ mà theo như cô Tư chia sẻ như vậy thì đâu còn tình cảm gì đâu nữa mà để tìm ta, đúng không? Dạ. Mình phải loại trừ cái khả năng đó ra. Dạ. Mà cái số tiền 5 triệu nó đâu có nhiều đâu. Dạ, dạ. Số tiền nó cũng ít mà. Ví dụ như là tiền giỏi lắm, bữa đi xe rồi tiền ăn uống được mấy ngày chứ bao nhiêu đâu mà. Dạ, đúng rồi. Sao mà bà dám đi, không biết. Đi cũng hơn nửa tháng nay rồi. Hơn nửa tháng rồi. Hơn nửa tháng rồi mà không biết bà ở đâu, không có liên lạc. Tại vì cái điện thoại thì đi thì bà không có lấy điện thoại theo. À bà đi mình không. Đi một mình không vậy thôi. Bởi vì không có liên lạc được, không biết ở đâu. Thì hôm trước thì coi như bà cũng đi một lần. Mà đi bộ cái lúc đó không có tiền. Đi bộ ra nơi chỗ cái nhà hoang vậy. Cũng không có mang cái gì theo hết á, mang mấy bộ đồ thôi. Thì về đây thì nghĩ đâu là vợ chồng thấy cũng tình cảm, thấy cũng vui vẻ mà sao tự nhiên lại đi vậy. Thì nào giờ thì gặp cô Tư đó thì sống rồi cũng đi làm lụng nuôi bà vậy đó. Chứ đâu có phải bỏ bà đâu.
Bà có bệnh gì đó thì cũng đi mua thuốc mua men rồi đi kiếm thầy kiếm đồ cắt lễ rồi làm thuốc rồi men đồ mà vậy đó mà cũng bỏ đi không biết sao. Là đi là lấy hết tiền luôn, không để lại 1.000 nào. Không để lại thì em làm hổm gài thì cũng từng từng vừa rồi thì cũng được 2 triệu mấy thì đi trả tiền lặt vặt thì cũng còn được có mấy trăm À. thì đổ xăng đi chạy tới chạy lui kiếm bên đó Ờ. chứ cũng không giờ cũng không có còn nhiều. Cái tiền bạc thì còn nhiều còn ít thì nó không có quan trọng, quan trọng là giờ là cô Tư đi đi đâu nè, mình phải tìm ra là ví dụ là cô Tư là đi đâu, bây giờ mà ví dụ bị bệnh bị đồ mà đi ra đường nó là dễ nguy hiểm lắm á, mà cái lúc mà ví dụ cô Tư mà gặp cái nguy hiểm gì á thì sợ là người nhà ở dưới, người nhà cô Tư ở dưới đó là coi như là bảo là ở với anh Thành. À, tôi đuổi xô hay hoặc là Anh có sợ này một cái nọ vấn đề nữa đó không? thì cũng sợ là ở dưới anh em đồ con cháu đồ biết thì nói, nhưng mà thật sự ra không có chuyện cự cãi gì hết, bình thường. Nhưng bà nói là bà đau rồi bà đi kiếm thầy kiếm giờ đều vậy đó mà bà không nói chừng nào bà đi thế này kia nọ. Ở đây thì đang vô làm cho người ta thì tới chừng về thì thấy khóa cửa rồi bà đi mất tiêu rồi. Là giờ là anh Thành là có định tính là đi kiếm hay là như thế nào nữa không? Hay là ngồi chờ đợi? Bây giờ đi kiếm thì chắc kiếm không nổi, tại vì còn đi làm ăn rồi thì chắc ở đây coi cái chừng nào bả về không về thôi chứ không biết đường đường nào mà kiếm nữa. Vâng, thì sau khi mà tìm hiểu cả nhà thì cũng có bảo anh Thành là xin số điện thoại người này người kia của anh em của cô Tư ở dưới quê, thì không biết là anh Thành đã liên lạc như thế nào thì giờ ta hỏi anh Thành nha cả nhà. À, anh Thành ơi, vậy là mình đã xin được liên lạc ở dưới quê của cô Tư cho anh Thành. Dạ có rồi. À, vậy là sao anh Thành có thể là kể cho em với cô bác anh chị biết được không? Dạ thì điện về dưới quê thì bà già nói là đang đang đi xe lên. Ồ, là cô Tư là về dưới quê. Dạ. Cô Tư về dưới quê lâu chưa? Đi có nửa tháng. Là từ trước đến nay là coi như mình không xin được số liên lạc ở dưới quê. Mà tới khi mà em lên đây em quay á, thì anh xin số là những cái người mà quen biết ở đây hay sao? Dạ, xin mà người ở đây rồi 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 mới điện về dưới điện về cho bà già thì bà già thấy có ghé nhà mà giờ đang lên Bà già nào? bà già ruột của tôi. À, là về ở Hậu Giang. Dạ đúng rồi. Có ghé Hậu Giang. Dạ. Là giờ đang lên. Dạ, giờ đang đi xe lên. Vậy thì đâu có phải là bỏ trốn. Thì bà đi thì hồi lúc bà đi thì bà không nói năng gì. Nhưng mà bây giờ điện điện về thì mới biết là ở dưới. Vậy mà coi như anh coi như thông báo với em là cô Tư gom hết tiền bạc bỏ trốn rồi. Giờ điện thoại ra thì lại bảo là về nhà Hậu Giang, về nhà nhà anh. Vậy là không, Dạ. vậy là coi như không được rồi. Anh phải tìm hiểu kỹ chứ. Vậy là cô Tư đang lên à? Dạ, nói đang lên nhưng mà bây giờ là đi ra ngoài đón mà không không thấy lên mà không biết sao đây, tới giấc giấc này chưa thấy. Là thường thường là ở dưới quê lên đây là mấy tiếng?
Có khoảng tầm 11 giờ hoặc cao lắm 1 giờ rưỡi là tới rồi. Bữa nay là 12 giờ mấy rồi chưa thấy tới. 12 giờ mấy, 1 giờ rồi. Dạ. Cũng khi là xe cô đồ này kia. Dạ cũng chưa biết sao. Là anh đi về quê anh hay là anh đi về quê của cô Tư? Điện về quê cô Tư cũng có, rồi điện về dưới bà già ruột của tôi cũng có. Thì bà già ruột nói là đương đương đi xe lên. Có chắc chắn không? Thì bà già ruột mới nói Anh thử vậy đến lại lần nữa xem nào. thì mấy bây giờ nó không có mạng để điện. Thì máy cũng không có tiền điện lừa số số luôn. À, là điên bằng mạng hả? Là có cứ phải ra ngoài quán, ra ngoài đồ đó xin mạng là mình mới gọi được hả? Dạ. Còn có số không gọi được à? Số thì máy cũng không có tiền gọi luôn. Cũng không có tiền để gọi luôn. Dạ. Thì cho em cho mượn cái máy của em mà gọi. Lấy số gọi thử xem là có đúng như vậy không? Mà có đúng như vậy không? Đúng vậy ạ. Đi ở dưới quê lên đây cũng hết 6 tiếng à. Dạ, xe chạy cũng còn khoảng tầm 6 tiếng. Vậy mà coi như làm báo tùm lum lên là cô Tư là ôm tiền bỏ hết trốn hết rồi. Giờ còn có một mình anh ở đây. Thì hồi cậu đi đó thì cho tới bây giờ là không biết đi đâu đó, thì có đi tìm đi này đi kia mà sao ngày hôm qua đó điện về dưới quê bà già đó là bà già ruột, bà nói là đang ở dưới đó rồi, rồi bữa nay thì nói đón xe lên mà sao mà tới giấc này là chưa 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 thấy lên tới đây. Trời. Để xem là cô Tư lên đây xem là có đúng như lời anh nói hay không. Anh mà nói sai á là không có được. Nghe chưa nào? Bảo là coi như lấy hết tiền của mạnh thường quân cho rồi cái tiền của anh làm là bỏ trốn là coi như mất treo rồi. Bảo sao kỳ cục mới đó mà bảo là phải có xảy ra cái chuyện gì hay là coi như anh hành hung hay là như thế nào đó với bà với đi vậy chứ bà. Nhưng mà đến bây giờ mà em vẫn vẫn chưa tin đâu, em vẫn chưa tin lời anh Thành nói đâu này. Thì bữa đi thì không biết bữa nay bà có lên tới hay không đây. Thì Chứ nếu như mà cô Tư mà đi bảo là đi học làm thuốc thì cô Tư về phải nói mà đi là vợ chồng về phải bàn bạc với nhau đi chứ sao mà bảo là bỏ trốn đi như vậy được, anh phải có lý do gì chứ. Rồi đây 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 rồi, vừa vừa nói xong là cô Tư có mặt liền. Rồi anh lý ổn rồi. Xe thù à? Kêu xe thù à? Xe ôm. À, kêu xe xe Honda ôm. Con chào cô Tư. Ồ, xong rồi, lần này cô Tư lên, cô Tư xong rồi. Anh Thành lần đi là coi như anh cho cô Tư ra ngoài luôn, không cho cô Tư vô nhà nữa rồi. Lần giờ là cô Tư chắc là coi như xách đồ đi luôn rồi. Lần này là cho đi luôn chứ không không cho vô nhà nữa đâu. Trời ơi. Đó, tay xách nách mang này, túi tiếc này. Dạ khỏe cô Tư. Con nhận được cái thông tin mà coi như giật gân, nói chung là sốt sột. Bảo cô Tư ôm hết tiền bỏ trốn rồi. Chị bỏ trốn cái gì? Rồi đi vô đây, vô đây. Bây giờ tôi nói với bà không nghe thì bà ở đây ên bà đi. Tôi đi chỗ khác rồi ở.
Còn nếu không thì bà đi về dưới lại đi. Thầy muốn sao cũng được. Chứ đừng ở đây nữa. Tôi đi trị bệnh với tôi đâu. Đã tôi đi, điện về với tôi nói rồi tôi mà. Tôi phải đi theo trai hay là cái gì đâu. Tôi không biết. Ngồi tôi đây, nói ngồi. Bà không nghe ngồi thì ngồi đây. Bà đi thì bà gác. Tôi bệnh muốn chết luôn. Nếu mà tôi không đi tiệc thầy chuyến này hả? Ờ tôi ban nhập lý chết nữa thì đừng nói. Thôi cái đó là cái chuyện bà nói tôi đâu biết đâu. Ủa sao bà đêm đó rồi kêu tôi đi làm gì? Thôi mà tôi nói bà nghe thì bà không nghe mà bà ngồi đây bà anh Thành ngồi vô đây. Bà đòi đi thì bà chịu. Coi là như thế nào nào. Vợ chồng rồi có cái gì thì cứ từ từ rồi ta giải quyết. Đang có cộng đồng mạng ở đây thì coi như cứ bình tĩnh. Rồi đầu đuôi sao cũng từ. Đau quá thầy, tôi bệnh cái ngực này nặng ngực chứ lại bị ban. Với sụi bên giò bên này nè. Mới điện cho ông thầy, ông nói bạn không lên trị bệnh đi. Tao không ăn tiền bạc gì mày đâu. Nói không có tiền thầy ơi, mày có 500 ngàn mày không có nữa sao. Thôi mày lên đây đi rồi được nhiêu tiền mày đi xe rồi chừng nào về tao cho. Thành ra tôi thấy vậy tôi điện rồi cho tôi mới nói với ổng. Thầy nói vậy đó. Đầu tiên thì ổng không nói gì, sáng ổng nói tôi muốn đi thì ổng hỏi ý kiến gì ổng với tôi mới nói giờ thôi. Thầy nói gì thôi giờ hứa thầy đi giờ đi đi. Đi đi để thầy buồn. Từ hút thuốc anh Thành. Để thầy buồn rồi bây giờ tôi nói nếu mà ổng nói vậy tôi đi ha. Ổng nói ừ. Rồi đưa tôi 500 rồi sáng đưa tôi ra chiều đưa tôi ra xe đi đàng hoàng. Đi xong tới chưa tới nhà thầy ở đây nhắn tin thầy con trả vợ con cho thầy. Con nghỉ với nuôi đây rồi. Tại mà không nghe lời con. Mà tôi đi tôi trị bệnh trong đêm đó là tôi bó thuốc sáng đêm. Rồi tôi trị bệnh bữa nay nữa là tôi khỏe cho mình. Tôi không còn mệt mỏi nữa nhưng mà chỉ còn hơi đau giò chút thôi. Đó đi trong cái tuần trước của ngày thứ bảy thứ hai này nè mà bữa nay đúng tuần này không thầy mới nói thôi mày về đi coi gia đình mày sao ta cho mày 700 ngàn về là tiền xe về luôn không thầy là cô Tư là đi được bao nhiêu ngày rồi đi đúng tuần này giờ là phải lấy cái cây này này phải lấy cái cây này để coi như táp ông này. Không bây giờ gì nè ông bảo là đi nửa tháng rồi đi đâu mà nửa tháng còn mà. Nếu ông muốn thôi tôi kiếm người khác thì ông cứ nói thẳng ngay mặt tôi nè khỏi sợ gì giấu giếm hết chứ còn ông muốn đi chỗ khác ở tôi vẫn ở chỗ này tôi đi lộn bọc lộn ngủ đi tôi sống hơn tôi cũng được không cần nói nhiều. Rồi vậy đấy. Tại vì tôi nói bà, tôi kêu bà với luôn thì bà không chịu bà lo này dám chịu tôi không biết. Bởi vì ông nói chuyện tôi về tôi ghé bà già ông nói chuyện bà già ông không thèm nghe điện thoại ông nữa. Đúng rồi. Bị ông á là thằng tại vì á là bà nói chuyện khó nghe quá bà đâu có nghe điện thoại ông làm gì. Tại vì bà về á bà nói tôi á đi tôi này đi nọ tôi, đi tôi ăn có đi nói nhậu. Cái gì nha, tôi không nói gì ăn điện hôm qua là con lủng điện cho ông là ông đang nhậu ở đâu mà ông chửi tôi trong cái sòng nhậu á. Ông muốn chửi tôi, ông chửi trong nhà, em rửa không có ai, ông chửi tôi cỡ nào cũng được. Trong cái sòng nhậu, ông đừng làm lấy bạn ông làm mặt. Tôi không đồng ý cho đó. Đã tôi nói ông đừng có lên, ông đi chở chở về với Cà Mau đi mà không ủa chịu. Nhà tôi lên, tôi đâu có đi lấy chai hết, tôi đâu có đi theo ai đâu mà không cho tôi lên. Tại vì đó là tôi nói bà không nghe, bà nghe ông thầy nghe thì bà về ông dưới bà sống với ông đi. Ăn. Tôi không biết. Đi cắt lễ, nát cái giò hết trơn mà không hết bệnh nè, muốn chết luôn nè. Tôi không biết là chết hay không là cái chuyện nói chuyện của bà không phải chuyện của tôi mà tôi nói không nghe thì tôi nói bà ở đây tôi nói hết lời rồi bà không nghe thôi cãi gì trơn đừng cãi nha mất công lắm nói chuyện một tiếng chứ tiếng sau là được rồi. Tôi cũng là quân tử lắm chứ không phải là tôi giờ điên gì đâu giờ như vậy không đồng ý thì cứ đi chỗ khác tôi ở đây cũng được hay là anh Thành coi như có quen ai chưa. Chắc có lẽ quen rồi. Chưa. Đi lo đi làm đó. Không quen ai đâu. Trời. Tụi mày tôi nhìn tôi biết cái chân à. Bà hay quá. Bà cứ hay nói vậy không. Hay chứ sao không hay. Đúng mà đi làm á.
Đồ mua đồ hơi nắng mấy hơi con nôi người ta chuyện. còn phải mua kẹo gửi nữa cơ, không dụ con sao lấy mẹ được. Ừ. Rồi xong rồi kiểu này. Mắt tôi nói thiệt, mặt dầu á, mặt tôi bệnh tôi mờ mắt tôi không thấy được thiệt, chứ tôi nhìn liếc qua là tôi biết cách nào rồi đó, chứ đừng có dòm liếc gì tôi hết trơn, nói thiệt hỏi đi, tôi thừa biết trong bụng ông là như thế nào nữa. Giờ đây nè thì trước đây á thì anh Thành cũng cùng có chia sẻ cũng như là cô Tư, cô Tư cũng đã cứu cho anh Thành một mạng như vậy. Cái tình cảm là hai người nảy sinh cái tình cảm rồi cái sống chung với nhau đến đến bây giờ. Mà giờ cô Tư bị bệnh thì cô Tư đi kiếm người chữa bệnh thì cái đó là cũng đúng rồi chứ đâu có gì đâu. Đúng rồi, tôi đâu có đi theo trai đâu, tôi đi kiếm người trị bệnh đặng cho tôi khỏe, tôi về tôi đi mần được. Mà cái tự nhiên ông cho tôi đi là sao? Ý ông muốn cho tôi chết đặng lấy chi hả vậy? Ông kia nói thẳng tôi chết lấy ông Thành nè. Thôi 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 Nói thẳng mặt tôi luôn nè. đâu, nó bậy nó bạ không có hả anh Thành? Ông ở trên chợ là mấy người bán cá tại nói chuyện chơi đùa thôi mà ai mà trời ơi Chơi mà tôi nói đây mà đùa vậy sao? tôi đây mà ai mà ưng mà lấy Mà anh Thành có thương cô Tư này không? không nói ba không Giờ nghe là giờ hết thương thương gì rồi nữa, bệnh gần chết rồi thương chi nữa. không Tại vì em hỏi chuyện anh Thành á giờ anh Thành có thương cô Tư này không? hết rồi hết thương rồi hồi trước còn nói nghe thì còn thương còn Ủa tại lo sao không nghe? Cậu Trung thế bây nào? giờ nói không nghe Tôi nữa bệnh, tôi đi không nổi, nấu cơm không được, cũng chửi luôn. Bây giờ đi cắt lễ, đi cắt lễ bữa đi cắt lễ ha, là lưỡi gam lam ổng gạch từ đây lên tới đây ha, nát hết trơn, là ổng hút máu ra thì nó cũng đỡ nhớ cái giò đi. Rồi bị ban nữa, bây giờ là lên chỗ là cắt lễ ban không là đỏ mình như vậy. Rồi nó mới tôi mới hết bệnh đó, mới trong mình là tôi mới không còn ho không còn gì, mới ăn cơm được đó. Là gần một tháng nay tôi chỉ có hút cháo không hết, cháo trắng không á, không ăn cơm được một chén nữa, chỉ có nửa chén thôi đó. Nhưng mà tôi hỏi ông tôi đi trị bệnh mà không có cho tôi đi là sao, lý do để muốn tôi chết đó là sao? Anh Thành cũng phải suy nghĩ lại. Nói chung là dù sao á, tuy rằng là mình không phải là vợ chồng có hôn thú hay là như thế nào cả, nhưng mà ở đây á là mình là sống với nhau là bằng cái tình cái nghĩa từ xưa đến nay rồi. Theo như cô Tư với Thành chia sẻ là rất nhiều khán giả trên cộng đồng là ngưỡng mộ cái tình cảm của hai người. Nhưng mà đến bây giờ mà xảy ra cái chuyện này á là thấy là coi như tội cô Tư. Giờ cô Tư cũng có tuổi rồi, anh em bà con nó thì ở xa lên đây thì coi như cũng nhờ vào cái sự đùm bọc của anh Thành. Mà anh Thành có bồ thì không, Không không có bồ có bịch gì đâu có ai đâu mà sao cô Tư thấy nói vậy? Tôi biết vậy, tôi thấy vậy, tôi nói vậy Có đó. đâu cái Mà cô Tư thấy sao? Tôi thấy con ta đi vô chơi lần nào cũng mua bánh kẹo gửi Tại vì thì tôi cũng nghi vậy thôi. mà bà nói là có chồng không? Có người Có ta chồng nhưng chồng mà đàng chị hoàng. cũng lang bang hả, chứ không phải chồng chính thức đâu. À Tôi quen ông già của con nhỏ đó. con nhỏ đó nhiều tuổi chưa? Con nhỏ đó nó cũng nhỏ tuổi à, nhưng mà nó còn nhỏ tuổi thôi. Mà là tôi kêu ông già nó bằng anh hai. Nó kêu tôi là bằng chú đàng hoàng. Rồi Chào bằng dân mà nó không cái phải con bằng nhỏ chị. con chút xíu của nó đó nó kêu tôi bằng ông là nó kêu ông Thành đàng hoàng, ông Mười đàng hoàng. Con nít mà thì mình thấy nó mà mình không có con là mình thấy nó cưng mình mua lâu lâu vô chơi vậy thì mua một cái viên kẹo rồi cho nó vui vậy thôi mừng vậy thôi
chứ lẽ đi đi thì vô tay không. Thành minh thành nga vậy cứ thích đi đi, không có gì chứ đi thoải mái. Tại vì hồi trước á tôi có nói gì nè, như vậy nữa. Tại vì không có tiền tôi mới nói người gì. Người có biết thương yêu mình thương yêu lại. Người biết chiều chuộng mình chiều chuộng lại. Còn không biết thương yêu, không biết yêu thương gì thì thôi, chia tay vô cho nó khỏe. Ừ, vậy đó. Ai dướng bận ai chứ, mệt lắm. Tại vì tôi nói bà quá trời bà không nghe. Hỏi chứ ổng ngày nào muốn ăn uống gì tôi cũng lo cơm nước đầy đủ. Mà tôi bệnh tôi làm không được thì ổng chửi tôi. Ông chửi tôi. Ủa, đã rồi giờ tôi đi trị bệnh thì không cho tôi đi. Là ý sao muốn để cho tôi nằm chết một đống hay sao? À, cũng phức tạp à. Mà giờ giờ cô Tư mà ở một mình, giờ cô Tư sao lo được cho cô Tư? Cô Tư đang bệnh hoạn vậy. Thì giờ lo được thì đi xin đăng cũng được. Trên đây thì cô Tư không có anh em họ hàng bà con gì cả. Vì là như thế này nè, con nói với cô Tư như thế này, với anh Thành như thế này. Thì những cái clip của cô Tư chia sẻ lên á, thì cũng có một cái cô Việt Kiều Mỹ có nhà ở Tây Ninh. Giờ cô nói chung là cũng xây một nguyên một cái khu nhà rất là lớn. Mà giờ cô là để cái kiểu là không có ai ở, cô cũng có muốn là có nhờ vợ chồng cô Tư lên đó ở, có nhà cửa, có máy lạnh, máy lít đồ đàng hoàng, nói chung là nguyên một cái nhà lớn. Trừ trường hợp là ví dụ như là một năm hai năm rồi cô về Việt Nam mình chơi á, thì cô ghé cô ở một vài ngày thôi, là cô muốn là có nhà hai vợ chồng là lên trên đó ở, vừa ở vừa là trồng cây trong vườn rồi đó. À, mà giờ mà xảy ra chuyện này thì coi như cũng không biết là như thế nào luôn. Thì con là lâu nay á, là con làm ở ngoài Bình Thuận, con cũng không có ghé vào đây để mà báo cho cô Tư với Thành biết được. Ngày hôm qua thì thấy anh Thành anh nhắn tin thì cũng con tá hỏa ra. Nói chung là coi như giật mình luôn. À, cậu cũng thấy đó. Tôi cũng đi trị bệnh, tôi đi bữa chủ nhật thứ bảy tuần trước. Rồi thứ bảy này hôm qua tôi về nhà bà già của ổng. Tôi cũng ngồi tâm sự với má ổng. Điện lại nói chuyện với ổng, ổng chửi tôi không mà. Bà già tôi nói thôi đó, điện nó ăn nhậu mà nó chửi kiểu này tao không thích nghe thôi cúp máy. Mai mốt có chuyện vui đó, điện với tao, còn không có thì thôi đừng có điện với tao. Tao không thích nghe nữa đâu. Thôi giờ anh Thành xem sao, coi như anh Thành nghĩ lại đi. Giờ biết rồi. Cậu quyết định người ta đã muốn rồi, bây giờ cậu có cản bằng trời chứ người ta cũng không thích đâu. Thiệt. Không, con người mình cũng phải có một cái đầu óc để mà suy nghĩ chứ. Ví dụ như là cái gì nên hoặc là không nên. Cái gì mà nên làm với không nên làm. Tôi nói thiệt trong mình tôi đi làm không được, tôi bực bội, tức dữ lắm. Cho nên tôi mệt mỏi, ngực rồi tôi gan hết trơn. Ai mà cắt lễ là tôi mừng chết luôn. Về đi cắt lễ 3 ngày mới bó thuốc này kia nọ. Trong mình tôi giờ nó khỏe rồi, chỉ còn đau cái giò thôi. Mà tôi nói thầy ơi, giờ tôi hết bệnh rồi, trong mình tôi khỏe dữ lắm rồi, thôi tôi về. Tôi nói tao biết mày về rồi, mày về đi. Tao cho tiền mày về đàng hoàng, mà tao biết thằng chồng mày nó nhắn tin cho tao rồi. Mở tin nhắn coi đàng hoàng chứ bộ không mở sao, ổng đâu phải là cha đẻ của tôi đâu mà phải kêu trả tôi cho ông thầy. Cha mẹ tại vì bà nghe lời ổng, nhiều khi ổng điên là bà đi. Ủa? Một hai là một hai đi. Đã mình bệnh mà đừng mình phải đi thôi, bây giờ trước sau giờ cũng phải đi thôi, phải đi trị cho hết thôi. Tôi kêu để từ từ đi. Rồi á tôi làm từ từ, mà nhập lý mà bệnh để từ từ, từ chừng nào nửa tháng nó đủ chết đâu. Ôi đâu bà nói thì tôi không biết. Cậu thấy mình mãi tôi cắt đỏ chơi nằm lên vậy à. Nó vang lên cỡ này nè. Mà bây giờ nó để chừng nửa tháng nó phải nhập lý chết đâu. Tôi biết chân mình tôi nó khó chịu tôi mới đi.
chứ không phải là tôi tự nhiên mà như mạnh khỏe như hồi đó mà tôi đi đâu. Khó chịu trong mình lắm, ăn không được, toàn là hút cháo gần nửa tháng trời. Đi trên nhà thầy cũng đâu có ăn cơm được, cứ nửa chén nửa chén cơm thôi. Ông nói mày ăn kiểu đó sao mày có sức lực. Bây giờ ăn không được sao thầy. Rồi hôm qua lại nhà bà già, ông ăn được hai chén cơm, rồi về dắt chiều ăn được hai chén nữa. À, mà ngon, mới ngon ăn ngon hôm qua đó. Là sáng nay là cô Tư bắt xe về á? À, sáng nay thằng nhỏ em, thằng em của ổng nó đưa ra xe về đó. Ồ. Giờ anh Thành tính sao? Không, nếu mà kiểu này á, tôi cái có cái này nào giờ thì ở với nhau á, tôi nói chuyện cho bà nghe thì bà nghe. Mới vừa rồi đây đó, cái vụ đó tôi nói biết bao nhiêu báo cũng một hai đầu đi. Thì tôi giờ nói chung ra hồi mà cấp mà tôi đưa bả ra xe đó, tôi nói là từ đây trở đi là dứt rồi, không có thì lên đó thì cũng mà không mà không ở được ở đâu. Rồi vậy mà tại sao em, anh lại nhắn tin cho em là bảo là cô Tư bỏ trốn là sao? Thì nói vậy đó chứ đâu có đâu, đưa bả ra xe mà. Đưa tôi ra đàng hoàng, vui vẻ đàng hoàng, nắm tay tôi đưa lên xe đàng hoàng, mà giờ là bẻ chĩa về, bẻ chĩa vậy đó. Làm em cũng mất hồn luôn. Bảo cô Tư sao tự nhiên là coi như cô Tư bỏ trốn kỳ cục ấy. Hay là coi như cô Tư là coi như về với chồng cũ. Chồng cũ đứa chết đâu rồi, đời có lý nào lận tới giờ. Tôi đâu có về nhà thôi đâu. Vậy. Đi về tới nhà ông thầy rồi, vô nằm bệnh rồi là đi về đây luôn chứ đâu có vậy, về nhà đâu. Vậy là anh Thành sai rồi đó, anh Thành em thấy là anh về là anh sai rồi đó. Chứ anh không có đúng đâu. Không, tại vì tôi ở đây á, thì tôi cũng nói bả rồi, nói từ từ đi, có tiền thì đi, thì tôi cũng đi nữa. Về dưới coi nhà ông thầy sao mà bả không bắt không chịu nghe bà. Đây là anh ghen à? Bả cứ nằng nặc là một hai đi nghe lời ông thầy đó đi đó. À, vậy là anh ghen hả? Anh ghen là bà Tư xuống chỗ ông thầy à? Chắc có lẽ vậy quá. Thì đi á, thì thường thường á tôi nói anh nghe không là không ghen đâu có làm vậy, cũng có cái gì đó người ta mới vậy á. Người ta vợ lớn người ta bỏ, người ta mới rước cái bà kia bốn mấy tuổi, vợ chồng người ta đầm ấm muốn chết luôn nè. Nhầm tôi là thầy đại tử, nhầm tôi là người đi trị bệnh mà tôi làm gì mà phải một mình tôi đâu, gần tới chục người nằm trong nhà người ta. Thôi bà thì bà mà ghen như vậy. Tại vì tôi nói một câu gì nè, nói nữa mệt lắm, nghỉ đi, muốn đi thì cứ đi, dọn đồ đi, đồ nào của ông dọn hết đi. Chẳng lẽ là có một cái kết cục như vậy sao anh Thành? Chắc vậy quá chứ bà không có nghe lời tôi đâu, bà cứng đầu. Nói vậy rồi. Bà cứng lắm, bà tôi nói bà dễ vậy bà nghe. Đó anh thấy tôi nói chuyện đó anh thấy bà nạt tước tôi vậy còn gì. Không, nhưng mà như thế này này, cái gì thì nó cũng phải ra cái đó. Chứ mình không thể mà ấy được. Em không bên cô Tư, em cũng không bên anh Thành, nghe nè. Nhưng mà trong cái câu chuyện này á, thì cô Tư thì đang bị bệnh, cô đi tìm thầy để chữa, thì cái đó là coi như nó cũng hợp lý, nó cũng đúng chứ không có sai. Nhưng mà anh mà ghen kiểu là ghen cô Tư với ông thầy á, là coi như cũng không đúng. Nhưng mà tôi thấy mỗi lần mà tôi nói thiệt cái chỗ trong mà ông thầy hôm qua ổng lấy cái hình á lên á là ổng nhắn thoại á, là ổng nói thằng này nó ghen rõ ràng chứ không phải là không có cái gì. Người ta ở ngoài người ta chỉ bắt cái mặt ổng nói thôi, người ta cũng hiểu nữa. Mà ghen ghen làm gì anh Thành?
Trời ơi, ghen tuông gì đâu, nhưng mà vẫn cái là nói không nghe thôi. Tại sao nghe không nghe được, gần chết tới nơi thì nghe hoài anh không? Nói tôi mạnh dạn, tôi đi thì nói tôi này nọ. Còn này tôi cũng bệnh mà muốn chết luôn. Ban tôi nói ban là ổng không chịu, không có biết ban là cái gì. Không lẽ giờ tôi cởi ra hết chân quần áo, mắt tắt mình mấy tôi cỡ này nè. Là nó nổi ban xảy ra như nào? Nó nổi ban kiểu như ban bạc, ban đen, ban trắng đồ tùm lum ở trong mình á. Mà lẽ giờ cậu không biết cái đường lễ, lễ tôi đâu có trúng ban đâu. Chứ không có biết thuốc men là đâu có trúng ban đâu. Thì cái chuyện mà của anh Thành với cô Tư á, thì con cũng khuyên vậy thôi. Anh Thành cũng suy nghĩ lại, mà cô Tư cũng vậy. Nói chung là dù sao mình cũng sống với nhau cũng 20 năm rồi cô Tư ha. Ừ, cũng được 20 năm rồi, tôi chứ đâu có phải là một ngày hai ngày gì đâu. Tôi là lúc nào tôi cũng suy nghĩ, tôi đi mần hết, tôi đi trị bệnh này, ổng ở nhà ổng cơm nước nên là thế nào cũng bảo tôi à. Cho nên á, tôi thấy trong mình tôi khỏe là tôi xin thầy về liền. Tôi không ở giờ nào hết trơn á, tôi biết là ở nhà nấu cơm nó chắc cũng chửi gối trời đất rồi, tôi cũng biết giờ về. Còn nếu như đây con ngắt lời cô Tư, còn nếu như mà cô Tư ở đây mà ví dụ như là còn anh, còn em, còn bà con, cô bác ở đây á, thì cô Tư có thể là nhờ vả được. Cô Tư lên đây là lên với anh Thành mà. Đúng không? Đúng rồi. Chứ đôi đâu phải bỗng nhiên là cô, như cô Tư ở dưới đó lên đây đâu. Nếu như không có anh Thành ở trên đây thì cô Tư chắc chả lên đây làm gì đâu. Mà giờ mà cô Tư lên đây mà anh Thành một là cái như chia tay vậy thì anh Thành nghĩ sao? Một là bỏ quay về với ông thầy đi, đang làm gì đó làm. Còn nếu ở ở đây á thì tôi đi ra, tôi mướn chỗ khác tôi ở anh, tôi đi làm ăn rồi. Rồi tôi đi. Thì cho bả, cho bả sống với anh bả đi. Vậy là quyết định là không sống với cô Tư nữa. Không, nghỉ. Tại vì cái người trong chung mình nói không nghe mà cãi bướng thì không có sống được. Sống không được thì cứ đi, thoải mái gì á. Tôi sống lên tôi cũng được. Không có tiền tôi đi lộn mũ tôi bán. Nói chung là ăn uống thì không hết bao nhiêu cả. Ăn uống thì đâu hết bao nhiêu đâu, chỉ coi như cô Tư khi mà cô Tư bệnh hoạn như không có người để mà coi như chăm sóc, coi như ăn uống thì đâu hết bao nhiêu đâu. Chuyện này tôi chịu rồi đó, bây giờ bệnh tôi không còn đi nữa mà tôi chết ở tại cái nhà này, đóng cửa lại hết trơn là chết luôn, khỏi cần đi đâu hết trơn á. Ai chôn chôn để thúi tay chừng nào nó tan hết cũng được, chỗ này cũng đâu có ai tới lui đâu. Nghe cô Tư nói vậy anh Thành có đau lòng không anh Thành? Không, bây giờ nói thẳng ra là thương bả nữa là có cái dạng như là hồi cái khóc bả. Đã người ta đã có người thương rồi. Đã là cái lúc mà bả bước lên xe là tôi lắc đầu rồi. Tôi nói bả một hai là phải đi. Chứ còn không ở lại được. Giờ tôi nói thì sáng á, sáng ông thầy ông điện á là bắt đầu là nôn nao. Tôi nói đi. Chung nghe nè, bây giờ tôi bệnh như vậy đó mà nếu tôi không lo bản thân tôi á, tôi giao cái mạng tôi gặm, có thể là tôi bị ban nhập lý, một là tôi chết, hai nữa tôi cũng không có làm ăn nổi nữa, là tôi cũng ăn hoài vậy đó. Đó, nhưng mà giấc sáng tôi vui vẻ tôi hỏi, tôi không có nói gì trơn á, tôi nói giờ sao có đi không? Ông nói thôi đi đi, nếu đã thầy điện như vậy thì thôi đi chuyến đi để ông điện hoài. Đó tôi mới nghe lời ông tôi đi. Nhưng mà không nghĩ, không có ý, tôi không nghĩ là ông đưa tôi đi như vậy đặng ông bắt lỗi tôi, cũng dễ bắt lỗi tôi nè. Nhưng mà tôi không có lỗi gì đối với ông hết trơn. Tôi chỉ có lỗi là tôi có bệnh, là tôi ý tôi muốn trị bệnh thôi, chứ còn cái lỗi, những cái chuyện làm lỗi với ông là không bao giờ có. Theo như cậu nghĩ đây là đúng không?
Tôi cũng hỏi cái ông đàn bà, ông nói thôi giờ tôi không đi. Ông nói thôi đi đi. Hứa với thầy mất uy tín này kia, đi 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 đi. Rồi muốn về nhà nào về, đi 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 đi. Cứ dọc tôi đi vậy không. Bây giờ tôi đi đã rồi bắt đầu ở nhà bắt lỗi tôi. Nhắn tin đồ cho thầy bắt lỗi tôi. Người ta cũng làm thầy năm nay cũng 6 70 tuổi, người ta đâu có ngu những cái lời nói của thằng trẻ hơn 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 người ta. Đâu cũng ngu hơn. Có thể người ta suy xét người ta biết mà. Trời cũng căng ha. Nói chung mà tình cảm thì nó không thể nào mà kiểu gọi là gượng ép được. Chứ mấy cái hồi hồi cái lúc mà ổng điện lại cái cuối cùng mà bà đi đó, thì mấy cái ngày trước nữa đó là ổng cũng có điện rồi, thì cũng dừng 1 giờ 2 giờ 2 là đòi đi. Thế tôi mới nói á, bây giờ bà nghỉ đi, bây giờ không có tiền đi về với á, rồi tiền bạc không có rồi giờ làm sao, thì ở rồi cũng phải là tiền thuốc men rồi tiền ăn uống rồi tùm lum, giờ không có thì ai mà nuôi, về với Ông ai mà nói nuôi. là ông làm phước cho chứ không phải là ông Nhưng làm phước mà là phải là vậy. ổng cái đợt sau này là dắt sáng sớm là ổng điện, ổng điện 1 2 là kêu về đó, không thể là nằm liệt nằm này nằm kia đó, thì là cũng giật giật buộc 2 về về thì tôi cho về chứ sao. Ông thầy đó là cô Tư quen lâu chưa? Trời ơi, ông thầy á, tôi không có quen, quen nhỏ em tôi mà nhỏ em tôi mười tới năm năm tôi chưa có mà chết á, là tôi bị tràn dịch đầu nè, ổng cũng bó hết rồi, rồi mới về đây, À, là cũng có chữa cái thầy đó rồi. mới chữa rồi về đây rồi xong rồi là tôi mới bệnh đợt sau nè là máu nhồi cơ tim rồi tràn cái đầu bị bú rồi này kia nọ mới không có đi thầy đó nhưng mà đi bệnh viện siêu âm tổng quát rồi là bị máu nhồi cơ tim rồi bị mà xơ gan rồi bị sạn mật rồi bị khối u trên đầu đó. Chú coi bao nhiêu chứng bệnh đó rồi nó phải hành ra cái này cái kia không đó như vậy đó. Bao nhiêu chứng bệnh rồi nó hành ra cái này cái kia té ra tùm lum tùm la chứ nó bởi vì cứ em hoài vậy đó. Rồi á là ý tôi á cũng cái còn cái vụ xơ gan này nữa là đi á là coi như là ông cho ông hút thuốc cho uống á là có thể nó sổ được nó cũng cái gì với lại giờ nó ban nó sanh ra tùm lum mình mẩy hết trơn như vậy đó. Chứ không phải lên nhà không phải hơn tôi nằm đâu gần cái chục người người ta đó, cũng đang nằm trị chỉnh á. Nhà thầy thì lúc nào cũng phải có bệnh nhân rồi, cái đó là Ừ. cái điều tất nhiên rồi. Nhà bệnh nhân người ta nằm đầy hết trơn á mà người ta gia đình người ta sáng sớm người ta điện cho vợ con người ta rồi ăn uống được chưa còn mình không ai điện điện toàn là nhắn tin gửi tầm bậy tầm bạ không à ai cũng cười nha. Gửi gì? Thầy bắt tin nhắn ra ai cũng cười nha mà phải người ta không có vợ sao hai ba vợ luôn trong nhà đó là bà lớn à bán tạp hóa riêng còn bà nhỏ thì ở chung với ổng đó phải người ta không có vợ sao À, là chắc là gửi tin nhắn ghen nè anh Thành. Tôi kêu ổng á, kêu bả về á, rồi bả nghe lời ông á thì ông nói với bả là ở, kêu bả ở dưới rồi ông lo ông đi chứ đừng có lên đây nữa tôi không có mà người nuôi nữa đâu đó, đừng có lên chỉ mất công. Có hồi nào mà giờ em hỏi thiệt anh Thành ha, anh Thành trả lời thiệt em ha. Có hồi nào mà anh Thành thấy cô Tư bệnh vậy là anh Thành đi làm là anh Thành chán đời rồi, coi như muốn cô Tư
dù là đi nơi khác rồi cho mình rảnh rỗi không? Không, cái đó là không, tại vì là không có tiền còn chạy đi mượn, đang đi thầy cắt lễ đồ, chạy mua thuốc mua men đồ cho uống rồi đàng hoàng, lo đàng hoàng cái đâu ấy Mà sao mà chỉ có một cái nguyên nhân là đi xuống gặp ông thầy mà tại nói ra vì như vậy? tôi nói bả hết lời mà bả không nghe, một hai là phải đi Là đó. ý anh là ghen đúng không? Không không phải ghen, nhưng mà mình nói không nghe thì cái người mà ở với nhau á, mà nói nhau nghe á, thì mình còn dễ hiểu, còn nói không nghe thì mình đâu có hiểu được người ta làm sao. Bây giờ nói chuyện nha, ông cũng như mệt. Bây giờ Rồi ví dụ thành như thử bản ra thân ông là bệnh như tôi đi, mà tôi cản không cho ông đi, tôi coi ông có chịu nói chung là cái không? người bệnh nhá, là người ta rất muốn là coi như là tìm được thầy được thuốc để cho khỏe. Thứ nhất là khỏe là đỡ bớt đi cái gánh nặng cho người thân, là giờ là cô Tư mà khỏe là bớt đi cho anh Thành một cái gánh nặng, không phải coi như suy nghĩ không phải lo nữa, và cô Tư cũng có thể là giúp đỡ được những cái công việc như là ở trong nhà nội trợ đồ này kia, anh Thành đi làm về á thì cũng có cơm nước đồ ăn đúng không? Thì bây giờ làm gì, nói thì bây giờ mình đi á, thì đi ra ngoài á, thì nó cũng mất công, thì sống với nhau á, thì bây giờ thôi ở chung nhà nào giờ thì có thể cũng ở trong nhà đi, rồi á là mạnh ai nấy lo. Tôi thì đó, bây giờ nói thẳng ra nói không nghe thì tôi đi ra ngoài tôi mua cơm tiệm cơm bông tôi ăn, tới giờ đi làm hết giờ tôi về, tôi không có nhờ giả nấu nướng hay hoặc là lo cái gì tôi nữa hết, rồi tự bà lo thuốc men bệnh đau nhức đi kiếm thuốc uống ên, tôi không lo nữa. Vậy là coi như Mà này nó sống đoạn tình đoạn nghĩa thì đó, cắt đứt. cắt đứt không lo nữa. Không ai khuyên nghe. Lo riết thì tôi lo hết nổi rồi, nói thì nói Chắc không chắn nghe. rồi. Tôi đã biết trước hả? Hai đứa chồng tôi biết trước. Tôi bệnh như vậy nè, suy nghĩ lại cảm thấy chán mà không muốn cần để tôi trị bệnh cho hết bệnh, nó cần cho tôi chết sớm nữa. Tôi nói thiệt luôn, cần cho tôi chết sớm nữa chứ không phải là đi đâu về sao sống lâu quá thì không chết mẹ nữa, cho rồi cầu tôi chết sớm nữa đó, không phải chơi đâu. Đó là cái là coi như em là em khuyên anh Thành như vậy nha, còn giờ mình cũng lớn rồi, có như là 40 tuổi, hơn 40 tuổi rồi chứ cũng không phải là coi như nhỏ nhất cái là cả con cái thì coi như mình không có rồi, coi như chung sống với nhau cũng mấy chục năm trời rồi mà chỉ có một cái mà nhỏ nhỏ vậy, và coi như giờ kiểu mạnh ai người sống nên thì nó cũng không có đáng thành cái lý do đó nó cũng không có đáng, không có to tát cho lắm để mà mình phải làm như vậy. Đó là coi như cái lời khuyên là khuyên của em thôi, còn mọi sự là ở nơi chỗ anh Thành với cô Tư, còn người ta cộng đồng á, ví dụ như là anh Thành và thương cô Tư đồ á, rồi coi như cùng nhau mà lo cuộc sống á, thì có thể là cộng đồng nó người họ có thể là giúp đỡ anh Thành với cô Tư, nhưng mà giờ mà xảy ra như vậy rồi em cũng chẳng biết nói gì luôn nên anh Thành thì cũng á. Tại vì hồi trước tôi một là thất nghiệp không có tiền, hai bỏ bệnh thì tôi điện cho anh thì giúp đỡ đó, nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ thì cảm ơn, nhưng mà Giờ làm có bây tiền giờ rồi mà không cần nữa. không phải có tiền, tại vì là nói mà không nghe chứ không phải là
phải chi mà bả nghe tôi á, mà nói thôi để từ từ đi, thì tôi đi nữa thì nó không sao. Còn cái này bả một hai là phải đi mà đi ơn này cái nọ thì không có được. Một cái con người mà sống có tình có nghĩa, dù mình có xa cơ lỡ bước hay là như thế nào cũng có người coi như vớt mình lên hết. Còn nếu như một cái người mà sống mà coi như vô tình vô nghĩa, dù anh có làm ra nhiều tiền hoặc là coi như anh có sống ở trên một cái đống vàng hay chăng nữa, mà đến cái khi mà coi như anh gặp cái chuyện gì người ta cũng không bao giờ anh vớt anh hết. Đó là cái câu chân thành của em nói với anh Thành. Còn giờ như cô Tư, giờ cô Tư thì lớn tuổi rồi, cô Tư đang ở với anh vậy. Tình nghĩa cô Tư coi như trước sau coi như như một như vậy, mà anh Thành giờ mà đối xử với cô Tư như vậy á, thì sẵn sàng sẽ có người lo cho cô Tư. Đó là em nói chân tình luôn đấy, chứ không phải là giờ có anh Thành rồi có nhờ cô Tư với được chăm sóc hay là đồ này kia, thì cái đó là cái tình nghĩa vợ chồng. Mình kêu bằng vợ chồng này thôi, nhưng mà đó là cái tình nghĩa con người với nhau. Đó là cái lời khuyên là của em đối với anh Thành với cô Tư vậy. Đừng có vì một cái mà cái nhìn nó nhỏ mọn như vậy mà xảy ra những cái chuyện lớn. Giờ cô Tư lên đây đang bình tĩnh như vậy mà cái như anh bảo là cái như vứt bỏ ra vậy, cái như sống chết vậy thì cái như cũng đâu được. Mình con người với nhau dù không quen biết gì chăng nữa thì cũng không bao giờ mà cái như bỏ mặc cái người mà cái như đang bệnh tật trong cái lúc mà như vậy cả. Ví dụ như em á, thì em làm chương trình á, thì nói đúng là em rất muốn tốt cho anh Thành và cô Tư. Lúc nào cái lương tâm em cũng muốn là mong muốn là có người giúp đỡ cho anh Thành và cô Tư hết, chứ không phải là mong muốn là cái ngày mà có nhờ quay clip mà thấy hai người mà xảy ra cái chuyện như vậy. Anh Thành hiểu không? Đó. Đúng rồi. Giờ cô Tư có tuổi rồi chứ đâu phải là như cái lứa tuổi như anh Thành rồi đâu. Anh Thành đang đi lấy vợ được mà. Nhưng giờ cô Tư thì biết bấu víu vào ai, đúng không? Giờ cô Tư thì ai lấy nữa mà coi như mình ghen vớ ghen vẩn nhỉ? Ghen tùm lum. Nhiều khi á bà cũng ghen với tôi tùm bậy tùm bạ không à. Như anh trẻ là bà lo mất thì cái đó là cũng đúng không sai. Như bà già rồi thì coi như anh ghen là ghen bậy. Như anh đang còn trẻ ra là coi như anh đang vút ve gái được. Như bà thì ai coi như ông nào mà tới bà. Như anh ra đường gái đang theo anh mà. Vâng, thì cái câu chuyện của cô Tư với Thành đó cả nhà, đến bây giờ Thành Trung cũng rất là rối. Nói chung là khi mà nhận được cái thông tin mà của anh Thành á, thì Thành Trung cũng hoang mang, nhưng mà đến bây giờ thì cũng vỡ lẽ ra là coi như ghen, ông này ghen, nhưng mà ghen cái này là ghen không đúng. Thì để Thành Trung sẽ cập nhật cho cả nhà mình theo dõi nha, cũng như là giờ cái tình trạng của cô Tư đó cả nhà, thì cũng đang bệnh cũng khá là yếu, tiền bạc thì không có, đi làm đi lụng thì không. Giờ mà anh Thành mà bỏ đây cái là nằm ở nhà là chắc là coi như thoi thóp được ngày nào thì biết ngày đó đấy cả nhà. Khổ. Giờ cô Tư có muốn giúp đỡ gì không cô Tư? Không hết bệnh gì đâu. Hả? Không cho hết bệnh gì được rồi. Hết bệnh gì đấy, cô Tư khóc rồi đấy không? Để con hỏi cái cô ở bên Mỹ xem là
cái nhà ở trên nó như thế nào, mà một mình mà cô Tư lên nó ở thì chắc cũng ấy, cả hai vợ chồng. Là giờ anh Thành, là giờ em hỏi một câu cuối cùng này, là giờ là anh Thành có muốn ở với cô Tư được không? Thì ở chung thì cũng ở dạng ở bình thường chứ gì đâu. Ở lo lắng coi như như lúc đầu, chứ mà ở chung thì coi như có khác như là ấy, anh dọn ra ngoài anh ở với anh cho đỡ vướng mắt chứ đâu nữa. Chứ ở chung mà coi như về coi như mạnh ai người ở mạnh ai người ăn, ở chung làm cái gì, đâm ra suy nghĩ thêm đúng không. Ví dụ như anh quyết định bỏ cô Tư thì dọn ra ngoài, xách đồ gom hết đồ đi ra ngoài phòng trọ ở à. Chứ mà biểu là coi như bỏ cô Tư mà ở chung rồi về rồi ăn cơm tiệm về rồi coi như cô Tư muốn ăn cái gì ăn, muốn làm gì làm, muốn ở gì ở đó, thôi dọn đồ ra ngoài ở luôn đi cho rồi đúng không. À, đã xác định ở chung nhà thì nhờ nhau cái lúc ốm lúc đau khỏe mạnh nha, thì anh đi làm, còn ví dụ như ốm đau thì nhờ nhau cái lúc đó thôi. Con người mình lại coi như sống với nhau bằng cái tình cái nghĩa, nhờ nhau lúc ốm đau thôi, còn khỏe mạnh ai mạnh ai người đi làm rồi đúng không. Đó là em nói vậy, còn anh Thành cứ suy nghĩ cho nó kỹ đi nha. Còn thì Thành Dạ Trung cũng kết thúc cái clip này ở đây nha cả nhà, để xem là anh Thành với cô Tư xử lý như thế nào. Anh Trung sẽ chia sẻ cho cả nhà mình biết.